Ở đây là một số chậu môn Quan Âm mà tôi đã thay chậu cách đây một tuần lễ. Hiện tại thì sau khoảng 2 đến 3 trận mưa đầu mùa thì một số cây môn Quan Âm đã xuất hiện hiện tượng là vàng lá và thối nhũng. Sau khi thay chậu cho cây môn Quan Âm, tôi đặt các chậu môn Quan Âm xa nhau và cách nhau tối thiểu là khoảng 0,5 mét. Lý do là nếu như một cây nhiễm bệnh nó sẽ không lây lan cho những cây còn lại. Còn đối với những cây đã bị nhiễm bệnh thối nhũng phần lá và thân, tôi sẽ tiến hành xử lý như sau. Việc đầu tiên là tôi sẽ loại bỏ những phần thân lá đã bị nhiễm bệnh và thối nhũng. Hiện tại thì tôi không sử dụng các loại thuốc phòng trừ nấm bệnh đối với những cây đã bị nhiễm bệnh như thế này. Lý do là khi cây đã nhiễm bệnh, tôi đã phun thử nhiều lần và nhiều đợt thuốc phòng trừ nấm bệnh, tuy nhiên bệnh không giảm hẳn. Thậm chí việc phun thuốc đã làm ẩm giá thể và làm nóng cây, làm cho cây càng ngày càng còi cọc. Sau khi đã tiến hành loại bỏ những lá đã bị thối nhũng, thì chậu môn Quan Âm nhiễm bệnh này sẽ được tôi đặt ở bên dưới giàn, nơi có vị trí râm mát. Cụ thể ở đây tôi sẽ đặt cây ở vị trí bên dưới giàn trồng kiểng và tôi sẽ đặt chậu nằm ngang. Và phần miệng chậu sẽ hướng ra nơi có nhiều ánh sáng. Việc đặt cây môn Quan Âm nằm ngang như thế này sẽ giúp cho cây hạn chế được việc nước mưa sẽ thấm vào giá thể trồng. Từ đó sẽ làm cho giá thể trồng mau khô ráo hơn và miệng chậu hướng về nơi có nhiều ánh sáng. Vì nơi này sẽ có nắng gián tiếp chiếu vào sẽ làm cho giá thể trồng trở nên khô ráo hơn. Và có một lưu ý khác là khu vực để cây môn Quan Âm đã bị nhiễm bệnh phải cách xa những cây môn Quan Âm khác hoặc những cây cùng họ Alocasia để tránh mầm bệnh có thể lây lan. Nếu như trồng tại nhà, anh chị có thể đặt cây môn Quan Âm đang nhiễm bệnh bên dưới những tán cây kiểng lá khác, miễn sao nó che bớt một phần lượng mưa. Và khi đặt dưới tán cây thì cũng đặt chậu nằm nghiêng. Thêm một lưu ý là trong quá trình đặt cây môn Quan Âm nằm ngang, tôi sẽ không tưới nước cũng như không bón bất kỳ loại phân bón nào và cũng không phun thuốc phòng trừ nấm bệnh. Có thể trong quá trình thay chậu thì một số rễ của cây đã bị hư hỏng dẫn đến nấm bệnh tấn công. Và trong giai đoạn này thì cây cần có giá thể trồng khô ráo dần để các vết bệnh sẽ dần phục hồi. Ở đây là một chậu môn Quan Âm trước đó đã bị nhiễm bệnh và cũng có hiện tượng thối nhũng thân lá tương tự như cây tôi vừa quay trong video. Ở đây có thể thấy là do chậu được đặt nằm ngang, vì vậy mà phần giá thể trồng gần như hoàn toàn khô ráo. Trước đó thì cây môn Quan Âm này có 5 lá, tuy nhiên sau khi bị nhiễm bệnh thì 2 lá đã bị thối nhũng. Nhưng hiện tại thì cây đã bắt đầu phục hồi và ở thời điểm này tôi sẽ tiến hành đặt chậu hướng lên trên trở lại bình thường để cho dáng cây sẽ thẳng lại. Còn đối với những cây môn Quan Âm đã bị thối nhũng nặng hơn thì tôi sẽ loại bỏ gần như hoàn toàn giá thể và đặt củ môn Quan Âm ở nơi râm mát có độ ẩm cao. Ở đây là một cây môn Quan Âm trước đó đã thối nhũng hoàn toàn bộ lá, chỉ còn là phần củ. Và tôi đã loại bỏ hoàn toàn những lá đã bị thối nhũng cũng như phần giá thể trồng và sau đó là cắt hết rễ, chỉ đặt củ môn Quan Âm ở nơi có độ ẩm, cụ thể là trên nền cát. Ở bên dưới giàn tôi trồng hoa kiểng. Và sau khoảng 3 tháng thì cây môn Quan Âm này đã bắt đầu phục hồi và ra lá mới.
Và ở đây cũng là một bụi môn quan âm trước đó đã bị thối nhũng. Sau khi loại bỏ hoàn toàn giá thể trồng cũ, tôi đã tiến hành đặt bụi môn quan âm này bên dưới nền đất, chỉ phủ một lớp rơm hoai mục. Và hiện tại thì cây cũng đã phục hồi và bắt đầu phát triển tốt. Trên đây tôi vừa chia sẻ một số kinh nghiệm xử lý khi cây môn quan âm gặp phải tình trạng là thối nhũng thân và lá sau khi thay chậu.